Mẹ chẳng biết
xe đó vậy. Để chúng con được chăm sóc, chăm sóc mẹ. Về đi nơi miền cách xa, lạnh lẽo, con nhìn về mặt mẹ như lúc này đây. Chúng con đặt bất tử, chấp nhận số phận của thảm án đã sắp đặt. Những đứa con, cháu, chỉ còn biết cầu mong cho linh hồn mẹ sớm được siêu thoát. Lời muốn trong cùng thay mặt thân gia thiên nhiên chúng tôi và gia đình thành kính tri ân cảm niệm công đức chư tôn thiền đức tăng ni các cấp chính quyền và con sư gia các thành phụ đã đến để đưa mẹ chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng trong lúc tham gia cuối cùng không sao tránh khỏi sự thiếu sót. Xin quý ngài quý vị niệm tình mang thị để cho chúng con được vun tròn kiến đạo. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Mẹ ơi, xin mẹ nhận chúng con thay lại dịch niệm mệnh.